Mình tên là Tiểu Vũ, lên lớp 3, mình đã làm quen với môn tiếng Anh. Nhưng mình rất buồn, vì ba đi làm suốt, không có thời gian dạy mình học. Mẹ chị luôn bận rộn việc nhà. Mẹ ơi, chữ này đọc làm sao mẹ? Từ ngày mẹ mua cho mình bút thông minh K300, mình đã có một người bạn tuyệt vời. Chỉ cần chấm vào từ mới, Cat. Bút đã biết đọc ngay. Cat. Bút thông minh, chấm càng nhiều, học càng giỏi hơn. Mình tên là Tiểu Vũ, lên lớp 3, mình đã làm quen với môn tiếng Anh. Nhưng mình rất buồn, vì ba đi làm suốt, không có thời gian dạy mình học. Mẹ chị luôn bận rộn việc nhà. Mẹ ơi, chữ này đọc làm sao mẹ? Từ ngày mẹ mua cho mình bút thông minh K300, mình đã có một người bạn tuyệt vời. Chỉ cần chấm vào từ mới, Cat. Bút đã biết đọc ngay. Cat.